nói chung ở xóm mình á thì nhận mọi thể loại làm xe, thì làm đa số là anh em coi trên cái clip mình thì đa số là thấy mình bên cửa hàng mình làm là đa số là làm xe độ, ít làm những cái cho dành những cái chiếc xe zin. Thì hôm nay mình đây mình có làm cho một cái anh trai ngoài Đà Nẵng. Có nghĩa là sao, do trên thực tế thì anh em mua cái đầu 8190, nói chung gọi cái đầu 8190 á thì rất là khó kiếm, nhưng mà nếu có thì cái giá nó cũng rất là rác, không có hài rẻ. Nên cái phương án tốt nhất của anh em mà muốn từ lên cái đầu gọi là đầu 8190 hơi 90 dành cho những người thích đi xe zin á, thì cái phương án đó là bên mình sẽ xử lý cho khách rất là đơn giản. Nghĩa là sao, mình mua một cái full cái bộ đầu hàng 81-50, hàng rã xe kho cam, 350 một bộ đầu này đó, như hình đây là cái đầu nguyên bản, chưa có xử lý, chưa làm gì hết. Các bạn thấy cái đầu 50 thì cái chảo rất là nhỏ, xúc bắp rất là nhỏ nha. Đây, còn đây là cái đầu mình đã xử lý lên, làm lên chảo 8190, đã lên hai cây xúc bắp lớn để phù hợp. Đầu bên mình làm thì anh em nhìn cũng thấy rồi, trên ánh đèn thì cũng thấy rồi đó, cực kỳ bóng láng, đồ làm chuẩn, thích hợp đúng y chang 8190, nói chung là làm chảo y chang đúng zin 8190, xử lý lại lỗ hút xả luôn, lỗ hút xả được in bóng. Đây, giá cho chọn bộ cái đầu này nếu mà làm xử lý lên xong hết đầy đủ là 700 cái vỏ đầu, thành vỏ đầu 8190. Bao ngon nha anh em, hàng rã xe kho cam, vỏ đầu này thì làm là tuyệt vời. Cái vỏ đầu này làm lên luôn là như hình là 700. Đây, còn nếu anh em muốn mua cái vỏ đầu 8150 zin thì nó bao gồm cái vỏ đầu, bộ nắp với lại hai cây xúc bắp này thì 350 nha anh em. Đây, anh em có thể so sánh cái lỗ hút xả nè. Cái lỗ hút xả giữa cái đầu 50 và 8190 khi mình đã làm lên nè. Anh em. Mình xử lý lại toàn bộ, làm chảo đánh bóng rồi hết. Bề mặt là lấy đánh bóng lại hết nè. Hai xúc bắp tốt, hợp kim. Đó, chọn bộ đầu này là 700.